Xin chào cả nhà nhé. Em tiếp tục bóc hộp một con iRobot 961. Con iRobot 961 con này mới tinh, chưa dùng các bác ơi. Hàng mới tinh nguyên hộp nhé. Mới tinh nguyên hộp của 961 này thì có giá vào khoảng mười mấy triệu đấy ạ. Trên 10 triệu. Đấy, con này thì hàng mới tinh luôn. Bắt xem. 961 nhé. Hàng mới nguyên thùng chưa dùng ạ. Đây, tất cả còn nguyên Cantolo từ những cái lót xốp. Hộp phụ kiện còn chưa bóc ra nhé các bác nhé. Cái này có một tường ảo này, một chổi, một dây sạc, một lọc rác. Đấy, chưa bóc ra rồi. Con này nó mới tinh mà, em sẽ đây cho con iRobot này lên trên này để quay cho bác xem này. Ni lông còn nguyên các bác nhé. Ni lông còn nguyên này. Hàng mới tinh mà. Đấy, mới tinh luôn. Chà. Mắt camera này. Cái mắt camera này có nhiệm vụ là nó sẽ dò tìm và vẽ bản đồ liên tục các bác nhé. Trên cái hành trình của nó đi nó sẽ vẽ bản đồ. Đấy. Tìm ra để nó sao tối ưu nhất các cái cung đường nó đi. Chọn sạch nhất. Và này kết nối app điện thoại. Đây. Đặt cho các bác nhìn này. Mới tinh luôn, còn chưa rút siêu pin. Đấy, đây tất cả đây còn nguyên hộp, nguyên đai, nguyên kiện mới cóng luôn. Đây là hàng chưa dùng các bác nhé. Đấy, hàng gọi là bên nước ngoài họ gọi là trôi đết thôi. Năm sản xuất 2020. Đấy, tồn kho trôi đết mình kiểu gì đấy, nó gọi là nó tồn lại. Thì cái con này thì nói chung là nó mới này rồi thì em cũng không cần phải quảng cáo gì nhiều nữa cả, nó mới tinh rồi, nó là hàng mới mà. Em bán 5,9 triệu nhá. Rẻ so với cả hàng các bác mua một nửa tiền đấy, 5,9 triệu cho một con máy mới tinh. Đấy. Nguyên hộp. Nguyên ni lông. Mới tinh rồi. Công năng của nó thì nói chung là không phải quảng cáo, bọn này thì nó quá hiện đại rồi. Đấy, các bác nào thích chơi hàng mới đẹp thì các bác alo cho em nhé. Chào các bác.